Hôm nay em quên mang theo cái tay cầm nên là các bạn xem clip sẽ cảm thấy sẽ hơi rung tí, hơi chóng mặt nhá. Hôm nay thì nhân dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì cũng có anh em bên Hà Nội lên chơi với cơ sở Ngọc Bền chúng em. Đấy. Ừ. Mà cột cọc này đi được. Lên chơi bãi cỏ núi Thủng ở huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng nhé mọi người nhé. Đấy, nếu mà ai quan tâm thích cảnh quan đẹp ở đây thì lên đây cắm trại. Bãi cỏ rất là rộng luôn. Đấy, xa tít đoạn tận trong kia cũng là bãi cỏ nhá. Đó, còn lán trại thôi. Nói chung là trong chừng khoảng 5 ngày nay thì rất là nhộn nhịp rồi. Đấy. Cái những cái rác này thì nói chung cũng không ảnh hưởng đâu các bạn ạ. Bởi vì sau cái dịp lễ này thì dân ở đây họ sẽ tự quản, họ sẽ quét dọn sạch sẽ và họ sẽ đốt sạch, nên là sắp tới nó cũng sạch sẽ cả. Ở đây thì chính quyền không quản lý, đấy là một cái điều cũng rất là tiếc cho địa phương. Ở đây thì tự do, nói chung là không gian tự nhiên rất là đẹp và có cái núi Thủng này các bạn. Đấy, để em đi ra xa xa hơn rồi em quay lên cho các bạn xem cái núi Thủng rất là đẹp luôn. Núi Thủng rất to, nhìn càng xa lại càng đẹp cơ. Nó bên trên là núi nhưng bên dưới là cây. Đi sau lùm cây, sau cái trại vuông này rất đẹp luôn. Giờ này đang là 11 giờ trưa rồi nên là mọi người cũng đang kéo đến ùn ùn. Sáng nay thì chúng em đã ngồi từ buổi sáng từ lúc 8 giờ cơ. Thì chúng em chuẩn bị lại đi ra ngoài chỗ cái thác nước ở bên kia núi Thủng. Rồi ra hồ Thang Hen. Ấy con diều này, diều hông bay. Ấy bên kia rất là rộng đẹp luôn. Thoải mái cắm trại. Ở đây có mà cắm trại có mà đến mấy nghìn cái trại mới hết đất. Tít trong kia cũng có. Trong kia này. Trong kia cũng có bãi đất, có cây râm. Nhưng mà trong kia nó hơi hẹp một tí, trong kia có thể cắm trại được độ hàng nghìn cái trại rồi. Đấy, ở đây lác đác một vài nhà dân người bản địa. Người địa phương. Ở đây thì họ cũng đang triển khai đường, chắc là sắp tới chính quyền họ sẽ can thiệp khu vực này để họ phát triển về dịch vụ du lịch. Đây nha các bạn, xem qua núi Thủng nhá. Núi Thủng này là ở huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng nhá các bạn. Đấy, các bạn đi vào đường Hồ Thang Hen. Rồi đi qua Hồ Thang Hen rồi đến sẽ đến núi Thủng này nhá. Mà bãi cỏ rất đẹp luôn. Bãi cỏ tự nhiên, chăn trâu. Rất là đẹp luôn. Đấy. Giờ em về đội của em rồi tiếp tục lại di chuyển sang bên kia, rồi em sẽ lại tiếp tục làm clip cho mọi người cùng xem nhé. Úi giời gái xinh. Anh Má bảo Trung đi nhá. Vườn lan Trung Má đây. Đấy. Còn anh này là vườn lan Hằng Tài ở Đông La Hoài Đức. Đông La Hoài Đức nhỉ anh nhỉ? Đông La Hoài Đức, Đông Anh Hà Nội. À Hà Đông Hà Nội chứ. Đúng rồi. Đấy, còn đây là anh hoa quả bốn mùa đây. Anh hoa quả bốn mùa là đang công tác ở Hà Nội. Và cũng là một người buôn bán lan và cũng là một người chơi lan rất là kỳ cựu. Và anh là quê ở Hoa Thanh Quế nhá. Quê Hoa Thanh Quế nhá. Nói chung là giờ là tan tác lắm rồi các bạn. Em ngồi 8 sáng giờ mà. Đây còn đây
Vậy nhá, lát nữa chúng em sẽ di chuyển qua, vượt qua bên núi Thủng bên kia. Rồi bên kia còn có cảnh đẹp hơn ở bên này cơ. Đây là những bụi cây găng mọi người ạ. Cái bụi gần gần đây là bụi cây găng nhá. Ở đây xung quanh đây toàn bụi cây găng thôi. Cây găng này có gai nhá các bạn nhá. Đấy, ngày xưa lúc trẻ trâu là chúng em chăn trâu tắm bùn tắm suối là gội bằng quả cây găng này. Đấy, bây giờ đang nở hoa này. Đấy, quả quả cây găng nó sẽ to bằng quả chanh á. Nó to tương đương quả chanh, bây giờ đang hoa thôi. Đấy, nó sẽ to bằng quả chanh á. Và mình bổ á, nó sẽ có hạt lấm chấm như kiểu là quả, nó hạt của nó kiểu như hạt quả chanh mà nó có bọt. Là chúng em lúc tắm bùn tắm suối cái thời trẻ trâu là gội đầu tắm bằng cái quả này, nó ra bọt y như xà phòng á. Tự nhiên gai này, gai chít thủng xe được nhá, gai này thủng xe được nhá mọi người nhá, gai cứng lắm, gai này xiên vào chân chỉ có ngập thôi, gai này rất cứng nhá. Đây này, em bẻ này, bẻ nghe tách luôn này. Đấy, bẻ gãy này. Vậy nhá mọi người nhá. Đây nhá các bạn ơi, em đang đi vào hồ Thang Hen rồi, lát nữa em sẽ chuyển qua bên xã núi Thủng. Lúc nãy từ bên kia sang đây thì chúng em phải đi tầm 30 cây thì mới đến đây. Thì nó di chuyển sang bên núi Thủng ở bên kia thì ngay cạnh bên này thôi. Thì cách đây độ khoảng 3-4 cây. Cái này là bê tông ấy. Cái này là bê tông nhá mọi người nhá. Bê tông làm giả tre nhá. Làm giả tre như thật luôn. Đó. Bê tông giả tre nhá. Cái công trình nghệ thuật này là có anh tên là anh Hùng, người Nam Định. Ở ngoài kia anh đắp hai con rồng nữa cơ. Lát nữa ở ngoài kia có đắp hai con rồng nữa. Lát nữa em sẽ quay cận cảnh hai con rồng. Người ta đắp rất là đẹp luôn. Hồ ở dưới này. Ô, đi xe xuống được. Rất đẹp luôn. Ở đây mát lắm các bạn. Hôm nay em mặc áo cộc tay này đi là hơi sai lầm mà. Lạnh lắm. Đây. Ở bên đấy là núi Quan Tư. Đấy. Núi Quan Tư nha các bạn nhá. Đó. Ở tít bên kia là núi Quan Tư nha các bạn nhá. Đó. Nay em quay bằng điện thoại nên là hơi rung nhá. Các bạn xem chắc chắn sẽ hoa mắt chút. Sẽ bị hoa mắt nhá. Đây đây. Hồ này đến lúc mùa mưa á, thì khu vực này sẽ gồm có 36 hồ nhá mọi người nhá. 36, 40 mấy cái hồ luôn á, khu vực này á. Vì nói chung là hồ rất rộng. Ô, ở đấy họ vẫn còn đang chài cá nữa kìa. Ô, hồ tự nhiên chài cá. Nói chung là dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này thì rất là đông luôn. Ở đây có cái sân tennis nha mọi người. Có sân tennis này. Nhà sàn ngắm cảnh, ngắm núi, ngắm sông này. Ngắm hồ này.
Hôm nay là em quên cầm theo cái gimbal nên là cầm bằng tay này rung lắm. Em sẽ cố gắng về nhà sẽ cố gắng xử lý hình ảnh làm sao cho nó mượt nhất có thể để cho các bạn không phải xem mà bị hoa mắt. Cả suối kìa. Úi giời, rơi rỡ. Phi đường này thì khỏi nói rồi. Hỗn xăng phải biết. Mới đét luôn, chưa biển. Đi chật xe luôn, 7-8 người luôn. Mùa này nước cạn. Lực sâu lắm, như này sâu lắm, có đo được đâu. Hồ này nhỏ nhỏ vậy sâu lắm các bạn ạ. Nói chung là đến mùa mưa nó ngập lên tới tận trên này cơ. Mùa mưa nó có tới 36 cái hồ này. 36 bốn mấy cái. Thứ tư thôi nhỉ. Đây nha mọi người nhá, hồ này sâu lắm ấy. Như này đo không đáy đâu các bạn ạ. Ở giữa nói chung là nước này như hiện giờ là quanh năm nó sẽ là ở như thế này. Nhưng mà đến khi vào mùa mưa á, thì nó sẽ ngập lên cái đoạn cỏ kìa. Và nó kéo dài sâu vào trong kia. Có đường đi nối liền nhau là khoảng 36 cái hồ nhá. Đấy. Nó sẽ qua 36 cái eo. Đấy, nó phải rộng thì cái biến thế. Ở đây họ còn đầu trước đây là có một người là họ đầu tư ở đây nhưng mà về sau là kiểu như là họ phá sản. Không phải phá sản vì cái này mà công ty của họ phá sản vì một cái vấn đề nào đấy. Nên là họ đã phải bỏ bê lại tất cả tài sản, cả những nhà cửa này. Nên là bây giờ đang có một cái dịch vụ mới theo em biết là từ Sài Gòn nhá. Họ đi vào họ tiếp quản lại, đầu tư lại. Ở đây có cano này, cano hỏng hết này. Cano để đầu tư để đưa đón khách đi du lịch đấy. Đi 36 eo hồ đấy. Đấy. Nhưng mà bị phá hỏng như này, thực sự rất là tiếc luôn. Có cả xuồng bè, có đầy đủ hết nha mọi người nhá. Ở đây vẫn còn một cái siêu gì đây, như đường này là dầu này họ để nhóm bếp cả. Đấy, họ vẫn băng chài cá tự nhiên ở đây rất ngon luôn mà rất là sâu nhá, cá to lắm nhá. Có một lần là em đi vào đây câu lục, em vào đây câu lục là bắt được một con mè 13 cân, một con chấm 8-9 cân và còn một con gì đấy tức là chưa nhìn thấy. Nó kéo tầm 30 phút rồi. Về sau là đứt cước, nó cạ vào những hòn đá này, về sau đứt cước không lên được. Kéo tầm 30 phút mà mình không lên, nó khỏe được thế, không biết là cá gì nó to như thế. Rất là sợ. Ở đây là cái hồ này là mỗi năm là sẽ bị chết một người ở đây nhá mọi người nhá, nên mọi người để ý ai đến chơi là để ý nhá. Đấy, cứ mỗi năm là chết một người ở đây nhá. Hồ rất là sâu luôn. Đấy. Đó là một cái eo này. Đến mà mùa mưa mà có nước mưa ở đấy thì mùa mưa mà đầy lên thì chúng ta sẽ đi đi thuyền, đi bè, đi cano qua bên đấy được nhá mọi người nhá. Xong rồi đi tiếp qua 36 cái eo như thế. Đi qua ra 36 cái hồ. Đó. Ở đây nhiều cá lắm, cá to không. Rồi vậy nhá, lát nữa em lại tiếp tục quay cho các bạn về cái núi thủng
bên này mà lúc nãy em đã quay ở bên đầu bên kia. Đấy. Đấy, và bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào hang động nhá. Đi vào hang động trên hồ ạ. Động Hàm Hương ven hồ. Đấy. Ui mệt quá. Mới leo lên dốc. Ui. Ở đây có nhà dịch vụ này. Ui. Này em đi bộ từ tít chân sóng này. Như đây. Đi đến cái nhà này. Đấy, đến nhà đây. Mình đi xuống đây. Xuống đây xong. Đấy, em xuống đây này. Rồi lên đây, gốc cây. Mệt vãi. Đấy. Nó chỉ các bạn được chỗ sâu nhất này của nó này. Cái chỗ sâu nhất của nó kìa. Ở dưới vách đá nhá. Dưới vách đá ấy. Nước xanh lét. Đấy, rồi kìa. Sâu lắm, chỗ đấy sâu lắm. Đó các bạn nhá, giờ chúng ta đi vào động nhỉ. Ê. Đây là những cây tổ quạ rất là to này. Đây những cây tổ quạ rất to này. Ui và trong này ướt lắm. Trong này nền nó nồm ướt. Ô, Cửa kia sao lại khóa nhỉ? À, cái này là quán ăn. Đây là quán ăn. Trong đấy là quán ăn đấy. Nó thành từng phòng mà. Rộng lắm. Và trong rộng lắm ấy. Con này ở trong kia nuôi con gì mà làm lồng vào thế nào? Nuôi của bà? Không biết rồi. Quán ăn ở trong này là? Ở trong này có cái gì rồi đấy? Trong này là một cái phòng ăn. Cái núi đá đẹp. Không mở cửa thế, không mở cửa cho mình sao làm. Núi đá đẹp. Không. Không phải đâu, cái gì thì chắc là chỗ ở thôi. Cái quán ăn mà. Quán ăn á? Họ làm quán ăn ở trong này mà. Ui, núi đá đẹp. Cái gì cả nhà hóa đỏ không nhỉ? Đấy, trong này có cả bàn này, nước nôi này, các kiểu này, ngàn ghế đầy đủ nhá. Rơi mẹ điện thoại vào đây thì xong. Đấy, ui rộng lắm trong à. Trong rộng lắm. Nó còn lên trên kia nữa kìa. Đây à, rộng lắm. Úi, xương này. Xương ở dưới nền bốc lên này. Ẩm lắm, ở trong này độ ẩm rất là cao. Đấy, xương nó bốc lên này. Mắt thường là nhìn không thấy đâu, nhưng mà cam bây giờ em soi cam mà là nó đang rất đấy luôn này. Rất là tối luôn. Cố gắng cho nó sáng lên mà không được. Hết cỡ rồi mọi người ạ. Sương mù ác quá. Rồi, chúng ta đi khám phá thêm chỗ khác thôi. Ui. Đẹp nhỉ. Núi đá rất là đẹp luôn. Ui, một tượng. Ô, cái bóng này sao không bật nhỉ? Bóng này cháy rồi sao?
bóng nó cháy rồi mọi người. Để xem nào, không tắt cái nào. Đây chỉ là một cái rơ le thôi. Bóng nó cháy rồi. Có cái bóng điện ở đây nhưng mà cháy rồi. Cái này đẹp hơn bên kia nhiều. Úi giời này. Nào mẹ ơi, đi đi cái nhú này. Đẹp lắm mọi người ạ. Cái chỗ đẹp nhất nó lại tối đúng không? Nói chung để mà quay được mà sáng hơn thì phải cần thêm đèn trợ sáng. Ăn mờ hắn đang đang mồm. Ăn đấy mà quay là tổ ăn đấy. Ôi giời. Xương nó bốc lên không á. Ôi giời nhu đá này. Cái này là mầm đá nhá. Đấy mầm đá Ninh ăn rất là ngon này. Đây là nó ăn này, nó thích này. Dạ, ăn là gần đây này. Hắn ngẩn đâu. À rú trời sư đi nè. Nè, nè, nè muốn nghe. Nè 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 muốn nghe nè, trời sư nè. Nè nè. Nè. Đấy. Ông Ánh này. Rất ông Ánh này, ông Ánh này mọi người này. Mọi người nhìn ông Ánh này. Đấy, ông Ánh chưa? Đá này, đá ông Ánh này. Đấy, thấy chưa? Sáng quá, soi như này sáng quá không ông Ánh. Đây đấy, ông Ánh này. Thấy chưa? Đó, ui giời ơi. Đẹp thật. Trụ đẹp ạ. Trụ này thì hơi bẩn nên là cái ong ánh ít thôi. Ở đây đang tối om 100% nhá mọi người nhá. Em cố gắng bật đèn flash nhưng mà rất là tối. Đây này. Ôi giời. Hẳn một cây xôi này. Bạn nhìn cây xôi này. Ôi trời ơi. Còn đường nào để đi nữa. Ôi còn một hẻm vào kia nữa. Có hẻm vào nữa mọi người này. Đẹp xem nào. Tươi. Tươi. Có hẻm vào nhỉ. Xem sâu không. Ủa đấy. Ui giời. Sâu lắm. Ui giời trong này độ ẩm rất là cao. Đang sương hết này. Sương mù dày đặc luôn này. Cái này dẫn ngãi vào đây hôn nhỉ. Mọi người nhỉ. Ôi trời ơi. Đẹp ạ. Nhưng mà độ ẩm rất cao nên là chúng ta ở lâu rất nguy hiểm, rất hại đến sức khỏe nhé mọi người nhé. Chúng ta vào hang là phải để ý đấy. Trước mắt là để ý trên đầu. Đấy, chúng ta một cục đầu một cái mà rất là nguy hiểm. Thứ hai là tránh độ ẩm, không khí. Nếu mà cảm thấy khó thở thì chúng ta phải ra ngay, ra thật gấp và giữ được cái bình tĩnh. Đây, những cái giọt nước sáng trưng. Đẹp lắm mọi người ạ. Ui giời quang cảnh à. Rất đẹp luôn. Ôi giời ơi. Ôi giời. Anh em đứng nó xa xa một tí nhìn nó đẹp. Ui giời nhìn bên ngoài đẹp lắm. Ôi giời. Xem trực tiếp đẹp lắm mọi người. Hang động rất là đẹp luôn. Ở Cao Bằng chúng em thì còn có một cái động ngườm ngao nữa. Cái cột này bị gãy này. Cột này bị gãy ngả mất một xăng này. Ở đây hoàn toàn vẫn còn tự nhiên nhá mọi người nhá. Nhìn những nhu đá này. Đấy, nhu đá này. Đây.
nhũ đá này đấy, đó bạn xem nhũ đá này, ui giời đẹp lắm, nhìn nhũ đá này, nhìn mắt thật nó chi tiết hơn. Cái này chúng ta đang quay vào trong cam mà nó không đẹp mấy đâu các bạn ạ. Ui giời, nhìn chi tiết luôn mọi người ạ. Đó. Đẹp phê luôn cái động này. Rồi chúng ta đi ra thôi mọi người. Ôi rất đẹp luôn. Ôi bức tượng này. Tượng này hay quá. Nhìn này các bạn, nhìn bức tượng này. Đấy. Thôi chúng ta đi ra thôi. Ở trong này ổn thấp nên là chúng ta không nên ở lâu nhé mọi người nhé. Em đã ở trong này 8 phút rồi đấy. Đây nhé mọi người, em ra cổng nhá. Chuẩn bị chúng ta về thôi. Ở đây có hai con khỉ. Một con đang bịt mồm cười. Xe này của mấy anh Tây này. Mấy anh Tây đi và sang Việt Nam chúng ta đi phượt hay đi xe này. Cào cào. Và đây nhá các bạn nhá, hai con rồng này. Đấy, hai con rồng này. Đẹp lắm. Đắp mà hay, đẹp như thật nhỉ. Có mấy con hạc nữa. Ôi hai con hạc, một con hạc kia này. Kia một hạc đây. Kia con nữa. Ở giữa nhá. Dưới màn hình nhá, một con hạc nữa. Và đây hai con rồng đây. Rồng bị gấy râu mất một râu rồi. Con bên trái này còn đủ hai râu, con bên phải thì mất râu rồi. Lưỡi cũng gấy. Bị gấy luôn cả lưỡi rồi. May răng cụ vẫn còn. Đấy, hai con rồng nhá mọi người nhá. Quả cầu kia là có chữ thăng hen nhá các bạn nhá. Thăng hen nhá. Đấy bảo sang núi Thủng nhưng mà bây giờ đang mưa các bạn ạ. Có khả năng là không sang được rồi. Không đi sang bên núi Thủng bên kia được rồi. Có khả năng là hẹn dịp khác thôi. Ừ, trời đang bắt đầu mưa rồi. Mọi người nhá. Đấy. Mọi người đang mặc áo mưa đi về này. Đang mưa nhá mọi người nhá. Rồi em cũng mặc áo mưa đi về đây, không tí nước mưa quá không ấy được. Vì em đi xe máy thôi. Du lịch thang hen đấy. Hả? Bay bay.